cấm tập trung buôn bán này nha. Hôm nay là mà phá lợi cho bán luôn. Giờ người bó sách về. Giờ mình sẽ đi cặp cái bờ kè này các bạn ơi nha. Hôm nay là bán trái cây, xoài, bưởi, cây này. Xài quá trời. Tiếng ngựa. Giờ bán bữa nay với ngàn 30 nữa. Một chắc người ta dán bớt rồi. Một là tôi nghĩ bán. Cứ nhà vườn có gì đem ra bán nha. Bưởi, chuối, xoài, dừa gì đó. Dừa. Dưới đây là cái phà nè bạn. Phà xuống biết đây bà. Cũ lên. Không xuống xe luôn. Khúc này ít ai bán đồ đó. Không ai bán thì bán khúc ngắn luôn.
mấy kìa, 9:30 sáng nắng lên chưa đi. Chợ Nhâm lòng cũ ngày xưa người ta sửa lại, nóng quá. Chợ khúc này nó vắng hơn khúc ở dưới, đông tấp nập. Đa số là xuống dưới mua hết rồi. Đây khúc này vắng gì ta. Đa số là xuống tập trung với chợ mới để mua ra. Chợ này cũng vắng. Cái này là cái đình hay cái gì quên ta. Đình nghe thằng coi kìa, nồng quá không á. Là chỗ này. Khu bên đây nó vắng hơn nhiều, không thấy bán nước, bán đồ gì hết. Gọi cái gì mình quên mất tiêu rồi. Này lâu lắm rồi. Kiến trúc ngày xưa là không biết à. Là lâu. Cái này là cái sông cái nhâm nè. Bây giờ mình nghĩ là có mấy lò gạch. Mà lò gạch bây giờ người ta ít có làm ra lò gạch hết. Bỏ cái cây mọc lên không còn chậm ngò gạch nữa. Khúc này sao mà nó yên tĩnh hơn trong khúc kia dữ ta, không ai kinh doanh hết trơn ta. Cặp bờ kè này cũng gió mát lắm mà trái ngược cái khúc thằng đằng thằng đó, đó là tập bán nước nhiều.
Bây giờ ở đây phát triển làm đường, tên đường nè, đường Quảng Trọng Hoàng, Nguyễn Huệ.